Kính thưa thầy Bình, thầy Sơn, chủ tịch đoàn, kính thưa các quý đồng nghiệp, tôi xin phép báo cáo về cái nấm phổi và các bệnh nhân COVID. Thì trong cái session trước về nấm phổi thì cũng đã có một cái báo cáo đề cập về vấn đề này. Em xin phép cái này thì em xin điểm qua một số các cái nét đại cương và các cái yếu tố. Thứ nhất về nấm phổi bệnh nhân COVID thì chúng ta đã biết là ở các cái bệnh nhân COVID thì cái biến chứng viêm phổi là cái biến chứng quan trọng nhất đối với các bệnh nhân này. Và ở các cái bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thì có các cái tình trạng mà có cái suy giảm miễn dịch rất là trầm trọng, trong đó thì vấn đề là sụt giảm về tế bào lympho, và cái vấn đề trong điều trị các cái bệnh nhân viêm phổi nặng thì chúng ta có sử dụng corticoid, cũng như là một số bệnh nhân có cái chỉ định sử dụng thuốc ức chế IL-6, cho nên là do vậy các cái nguy cơ về nhiễm nấm phổi ở bệnh nhân COVID nó cao tăng hơn rất là nhiều so với các cái bệnh nhân thông thường. Thì cái tác động của nó SARS-CoV-2 trên phổi bệnh nhân trong cái giai đoạn sớm thì nó phân tấn công một phế bào type 2 và nó dẫn đến tình trạng giảm sức tăng tại phổi và dẫn đến tình trạng tổn thương phế nang lan tỏa DAD. Thế và cái giảm cái hoạt tính ACE2 trên phổi thì nó sẽ làm tê liệt cái khả năng chuyển angiotensin 2 thành angiotensin 1 đến 7 và dẫn đến co mạch vùng tổn thương. Và ở cái giai đoạn này thì nó có cái tình trạng là giảm trao đổi oxy, nhưng mà độ giãn nở phổi còn tốt thì nó tương đương với cái type L trong cái phân loại của Gattinoni trong cái tổn thương phổi do COVID-19. Còn ở cái giai đoạn muộn hơn thì nó có cái tình trạng là tăng sản sinh cytokine, tổn thương nội mạc và nó dẫn đến tình trạng thoát dịch và đông tắc màng mạch, và cái quá trình chết tế bào nó dẫn đến giải phóng các hoạt chất trung gian, và từ hai cái hậu quả này nó dẫn đến tình trạng xâm nhập tế bào viêm, ngập lụt phế nang và dẫn đến compartment phổi giảm và tổn thương cái làm giảm sức chứa của phổi, cho nên nó sẽ tương ứng với type H của ARDS của COVID-19 theo phân loại của Gattinoni. Và sang giai đoạn hồi phục thì cả cái tình trạng DAD và ARDS đều có thể là dẫn đến tiếp diễn đến tình trạng sơ phổi. Thế thì những cái này cái quá trình đáp ứng miễn dịch như vậy nó ảnh hưởng đến cái nguy cơ nhiễm nấm như thế nào? Thì đây là một cái sơ đồ rất là phức tạp trong cái việc là mô tả cái đáp ứng miễn dịch đối với SARS-CoV-2 tại cơ thể bệnh nhân nói chung và tại phổi nói riêng. Thì cái đáp ứng miễn dịch có thể điểm qua một số cái điểm như sau. Thứ nhất là với miễn dịch tự nhiên với SARS-CoV-2 thì cái IgM kháng glycan và bổ thể BMBL thì nó là cái ức chế tự nhiên đối với cái chất liên kết S1 ACE2, cho nên là cái yếu tố này là cái yếu tố mà nó quyết định cái miễn dịch tự nhiên của người bệnh đối với SARS-CoV-2. Và nó cái miễn dịch các cái interferon và INF1, INF3 bẩm sinh thì nó giúp kích thích cái phản cảm ứng miễn dịch rất sớm tại đường hô hấp và nó hạn chế cái nguy cơ xâm nhập của SARS-CoV-2. Cho nên với những bệnh nhân mà cái miễn dịch bẩm sinh nó tốt thì cái SARS-CoV-2 cái tốc độ nhân lên ở niêm mạc đường hô hấp trên nó sẽ chậm hơn so với các cái bệnh nhân mà cái miễn dịch tự nhiên nó kém. Và điều đấy nó lý giải tại là khi mà cái quá trình nhân lên ở đường hô hấp trên nó chậm hơn thì cơ thể nó kịp đáp ứng miễn dịch và nó dẫn đến là không có cái sự bùng phát lan tỏa mạnh mẽ của SARS-CoV-2 toàn thân, và các bệnh nhân đấy thì diễn biến nó sẽ nhẹ. Còn với những cái bệnh nhân mà nó không đạt được điều đó thì nó có cái sự bùng phát rất nhanh chóng của SARS-CoV-2 toàn thân, đặc biệt là các mô tổ chức như phổi, và nó sẽ dẫn đến tình trạng là đáp ứng với cơn bão cytokine nó mạnh mẽ hơn và dẫn đến tình trạng diễn biến của bệnh nhân nặng hơn. Thế khi mà sang cái giai đoạn đáp ứng miễn dịch thu được thì SARS-CoV-2 nó khởi phát IL-1, IL-6, TNF-alpha, TNF-3, và tất cả các yếu tố này nó dẫn làm gia tăng cái nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn và tăng huy động đối với bạch cầu đa nhân. Cái sự hoạt hóa của TCR4 dẫn đến là sự biệt hóa TDC8 trở thành tế bào diệt tự nhiên, và nó dẫn đến là ở các bệnh nhân COVID-19 sẽ có tình trạng kiệt cả CD4 và CD8 thứ phát. Thế và đồng thời với cái việc là tăng IL-3 và cái sự kiệt của CD4 thì đấy là một cái yếu tố thuận lợi cho việc mà xâm nhập của các cái loại nấm, ví dụ như Aspergillus. Cái IL-8 và cái hoạt chất CXCL2 thì nó làm tăng huy động của bạch cầu đơn nhân và nó dẫn đến chết tế bào hoại tử, và nó là cái cơ sở nó dẫn đến là làm gia tăng cái nguy cơ nhiễm đối với các cái nấm khác, ví dụ như nấm mùa khô.
Và hậu quả của tất cả cái này thì nó có cái tình trạng tăng nguy cơ nhiễm nấm ở các cái bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 nặng, đặc biệt là có bệnh nhân có cái tổn thương phổi nặng, tức là các cái tác động này ở trên phổi ở mức độ trầm trọng. Các yếu tố khác như việc sử dụng corticoid và sử dụng thuốc ức chế IL-6 ở bệnh nhân viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 cũng làm gia tăng nguy cơ nhiễm nấm. Cái việc tăng glucose ở bệnh nhân COVID-19 vừa là hậu quả của việc chúng ta sử dụng corticoid, vừa là việc tác động của SARS-CoV-2 trên cái hệ thờ tụy cũng như là cái hệ thống mà sản sinh điều hòa glucose, cũng như là việc chuyển hóa tế bào của các cái tế bào, nó sẽ dẫn đến tình trạng hậu quả của cái tình trạng tăng glucose huyết này cũng làm gia tăng cái nguy cơ nhiễm một số cái nấm khác, ví dụ như là nấm candida. Thế và cái một yếu tố nữa chúng ta không thể loại trừ được trong cái đại dịch, đó là sự quá tải các khu hồi sức dẫn đến tình trạng cái chất lượng chăm sóc hô hấp giảm. Và một yếu tố nữa là các cái bệnh viện dã chiến xây dựng tạm thì chúng ta thấy là gì, chúng ta moi móc các cái nhà kho, các cái khu nhà bỏ hoang ra để chúng ta làm bệnh viện dã chiến. Thế và chúng ta bới, chúng ta khơi đủ mọi cái chỗ mà nó gọi là gì, các cái rác bẩn, các cái vật dụng, thì chúng ta sẽ tung hê tất cả các cái bào tử nấm lên môi trường, và chúng ta rất là khó hạn chế trong cái việc đảm bảo cái không khí nó không có các cái bào tử nấm. Thế thì các cái loại nấm mà nó liên quan đến đến COVID-19 thì cái số 1 chúng ta điểm đến là Aspergillus liên quan đến COVID-19, chúng ta gọi là Kappa. Tình trạng nhiễm Aspergillus thì cái con số thống kê nó rất là khác nhau ở giữa các cái đơn vị điều trị. Ví dụ có những đơn vị thì thống kê nó rất là thấp thôi, nhưng mà nhìn chung là có hai cái nghiên cứu chúng tôi thấy là có giá trị nhiều hơn cả, thì ước chừng cái tỷ lệ nhiễm nó khoảng từ 14 cho đến 28% ở các cái bệnh nhân COVID-19 nặng mà cần phải nhập ICU. Thế và cái Kappa này nó xuất hiện sau 4 đến 11 ngày sau khi nhập ICU. Một số bệnh nhân mà ngay cả những cái ngày nhập viện trong những ngày sớm đầu tiên mà cái dịch soi rửa phế quản phế nang đã có thể tìm thấy được Aspergillus, nhưng mà khá nhiều các cái chuyên gia cho rằng đấy là do cái tình trạng nó xâm nhập vào chứ nó chưa hoàn toàn là cái Aspergillus gây bệnh. Cái việc sàng lọc Aspergillus thì chúng ta ở các cái trung tâm hồi sức sẽ sàng lọc một cách thường quy, bất kỳ kể khi nào khi mà các bệnh nhân COVID-19 có cái tình trạng lâm sàng xấu đi, và thống kê cho thấy được cái tỷ lệ tử vong do Aspergillus nó khoảng chừng độ 53%. Và so sánh giữa cái nhóm mà có nhiễm Aspergillus với nhóm không nhiễm Aspergillus thì người nhận thấy là gì, nhiễm Aspergillus nó làm gia tăng cái tỷ lệ tử vong. Ở một cái nghiên cứu đối đầu so sánh hai cái nhóm này thì nhận thấy là nhóm mà nhiễm Aspergillus thì cái tỷ lệ tử vong là 46,2%, và nhóm không nhiễm thì tỷ lệ tử vong chỉ có 31,3%, với các cái chỉ số về độ nặng tương đương nhau. Thế các yếu tố mà liên quan đến nhiễm Aspergillus phổi thì tác giả Canderon Paza thì nhận thấy là có một số yếu tố. Thứ nhất là tuổi cao. Ở cái nhóm mà có nhiễm Aspergillus thì tuổi trung bình là 68 tuổi, và nhóm không nhiễm thì tuổi trung bình là 62 tuổi. Thứ hai là những người hút thuốc thì có nguy cơ nhiễm cao hơn đối với Aspergillus. Các cái bệnh hô hấp mãn tính khác cũng làm gia tăng cái nguy cơ nhiễm Aspergillus, suy thận mãn tính, việc sử dụng corticoid kéo dài, việc sử dụng tocilizumab và điểm Apache 2 cao khi mà nhập viện thì đều là những yếu tố làm gia tăng cái nguy cơ nhiễm Aspergillus phổi. Và cái việc chẩn đoán Aspergillus phổi nó cũng tương đối là khó khăn ở các cái bệnh nhân COVID-19 bởi vì các lý do. Thứ nhất là cái hình ảnh X-quang và CT của nhiễm Aspergillus phổi và tình trạng tổn thương phổi do COVID-19 nặng nó rất là dễ lẫn lộn với nhau. Cũng có thể là hình ảnh kính mờ lan tỏa, hình ảnh halo đảo ngược, quầng lưỡi liềm, dày phế quản dạng nhánh, cây vân vân. Thứ hai là một cái test nữa là test galactomannan thì thường nó lại âm tính ở các cái bệnh nhân mà Aspergillus phổi liên quan đến COVID-19, galactomannan máu. Nó khác hẳn so với cái việc là nhiễm Aspergillus ở các cái bệnh nhân mà suy giảm miễn dịch thì là thường là galactomannan sẽ dương tính, nhưng ở COVID-19 thì thường là galactomannan máu thì là âm tính. Tuy nhiên là với các cái dịch hút phế quản và dịch xoay phế quản thì dịch hút phế quản đôi khi chúng ta vẫn có thể nhuộm xoay và tìm thấy Aspergillus.
Thứ hai là nuôi cấy dịch phế quản cũng có thể ra được, và đặc biệt là dịch rửa phế quản thì thường là có cái độ nhạy của cái việc nuôi cấy khoảng độ 60%. Và cái test galactomannan trong cái dịch soi rửa phế quản thì lại có cái giá trị cao hơn hẳn, là với cái độ nhạy lên đến 87% và độ đặc hiệu lên đến 88%. Ngoài ra chúng ta còn có thể có các cái phương tiện khác, ví dụ như PCR dịch hút phế quản hoặc là dịch soi rửa phế quản, đều là những cái cách mà giúp chúng ta chẩn đoán được áp virus phổi một cách có hiệu quả. Về mặt điều trị thì theo khuyến cáo của ICMM và ISAM thì là lựa chọn số 1 là voriconazole hoặc là isavuconazole, lựa chọn số 2 nisosoma amphotericin B, và lựa chọn số 3 là posaconazole hoặc là echinocandin. Thế còn triazole thì chỉ chỉ định trong cái trường hợp mà nó chỉ có xâm lấn ở phế quản thôi chứ không có tổn thương phổi. Tuy nhiên là như các thầy cô các chị biết là trong giai đoạn vừa qua thì cái thuốc men của chúng ta rất khó khăn, kể cả trong đại dịch và sau đại dịch, cho nên là đôi khi là chúng ta cũng chỉ có cái gì thì dùng cái đó thôi chứ còn không có cái lựa chọn nào cả đối với cái này. Cái loại nấm thứ hai mà được quan tâm đó là mucormycosis liên quan đến COVID-19. Tỷ lệ mắc của mucormycosis thì nó khá là thấp, và ở một số cái nghiên cứu cho ước chừng thì cái tỷ lệ mắc khoảng chừng độ 0,5 đến 1% bệnh nhân nhập ICU và xuất hiện 8 đến 20 ngày sau khi nhập ICU. Thế tuy nhiên là các cái phương tiện truyền thông được vừa qua thì lại nhấn rất là mạnh đến nhiễm nấm muco, tức là nhiễm nấm đen ở các bệnh nhân hậu COVID-19. Thực ra thì cái số lượng nó cũng không quá nhiều, tuy nhiên là nó gây một cái tình trạng nó gọi là tương đối hoảng loạn đối với cả của người dân và đối với cả các cái nhân viên y tế. Với cái nhiễm nấm muco thì tỷ lệ tử vong khoảng chừng độ 36,5% cho đến 62%, và các yếu tố liên quan đến nhiễm nấm muco thì nó là cái tình trạng là tăng đường huyết không được kiểm soát tốt, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có tiểu đường hoặc là tình trạng tăng đường huyết mà không kiểm soát được sau khi chúng ta dùng corticoid thì đấy là yếu tố mà nó làm gia tăng cái nguy cơ nhiễm nấm muco. Thứ hai là tình trạng tăng ferritin máu dẫn đến tăng cung cấp sắt cho cái nấm muco này nó phát triển. Thế thì các cái bệnh nhân nhiễm COVID-19 nặng thì hầu như chúng ta nhận thấy là gì, là rất là nhiều bệnh nhân có cái tình trạng là tăng ferritin rất là nặng, hoặc là thậm chí là nó còn tăng kéo dài một vài tuần sau khi khỏi COVID-19 rồi. Đấy là cái yếu tố mà nó sẽ dẫn đến nhờ cái nấm mucormycosis nó sẽ phát triển lên. Thế và các cái tắc mạch nó dẫn đến các cái vùng hoại tử, đặc biệt là cái vùng xoang, thì nó trên cơ sở cái vùng hoại tử như thế thì nấm muco nó lại càng dễ dàng nó phát triển trong xoang, trong xương và các vị trí khác. Thế và các cái yếu tố các cái bệnh nhân được sử dụng các cái liệu pháp ức chế miễn dịch như là corticoid hoặc là ức chế L6 thì cũng làm gia tăng cái nguy cơ nhiễm nấm muco. Cái chuẩn đoán đối với nhiễm nấm muco thì nó cũng tương đối khó khăn, ví dụ như là với các cái hốc tự nhiên và mà chúng ta soi được, ví dụ như là xoang chẳng hạn, chúng ta có thể soi cái dịch rửa xoang là chúng ta có tìm thấy rất là dễ dàng. Cái hình ảnh là gì, một cái sợi nấm mà nó không có vách phân chia. Ngoài ra ở các vị trí khác khi chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp chụp CT phổi thì một cái yếu tố cái hình ảnh CT phổi của nấm muco nó cũng không khác gì so với cái tổn thương cơ bản của COVID-19 trong cái giai đoạn cấp. Đó là tình trạng của halo đảo ngược, tắc mạch kính mờ, vân vân. Và nó có mấy cái yếu tố nó hơi đặc trưng của nấm muco. Thứ nhất là tình trạng tràn dịch màng phổi nó rất dễ tạo ra các cái khoang. Và thứ hai là mặc dù là một hình ảnh rất hiếm nhưng mà nó khá là đặc trưng của nấm muco là tình trạng phình động mạch phổi. Thế còn khi mà chúng ta lấy được các cái dịch hút các cái khoang tổn thương thì chúng ta có thể nhuộm soi trực tiếp cũng có thể tìm được nấm muco. Thế và với cái dịch hút phế quản, dịch hút rửa phế quản phế nang thì chúng ta có thể sử dụng biện pháp soi trực tiếp hoặc là chúng ta dùng cái xét nghiệm PCR để tìm cái DNA muco lưu hành. Với cái xét nghiệm này thì có cái độ nhạy và độ đặc hiệu khá là cao. Về việc điều trị của nó thì lựa chọn số 1 là amphotericin, lựa chọn số 2 là isavuconazole và posaconazole, và cái việc phẫu thuật loại bỏ các cái vùng hoại tử, các cái vùng xâm lấn của nhiễm này của nấm này thì là điều rất là quan trọng. Cái yếu tố thứ ba là nhiễm Candida liên quan đến COVID-19 thì tỷ lệ nhiễm Candida phổi ở các bệnh nhân COVID-19 thì nó rất khác nhau giữa các nghiên cứu, bởi vì thực ra nó có một cái điều cực kỳ khó khăn
là chúng ta xác định khi nào là candida xâm nhập và khi nào là candida gây bệnh là cái điều rất khó đối với các cái bệnh phẩm của đường phổ, của đường hô hấp. Thì bình thường chúng ta có thể tìm thấy candida ở dịch hầu họng ở các cái khu vực ấy thì nó khá là phổ biến, hoặc là thực quản. Thế còn tìm thấy trong phổi là mình không biết là gì, nó do rò rỉ cái bóng chèn, cái cớp của cái nội khí quản nó tụt xuống hay là nó xâm nhập một cách thực sự. Cho nên là chính vì vậy cho nên cái xác định cái tỷ lệ nhiễm candida một cách thực sự ở các cái bệnh nhân COVID-19 có thở máy là cái điều khá là khó khăn. Tuy nhiên ở những cái bệnh nhân mà nhiễm candida mà song hành giữa những candida phổi và có cái bằng chứng của nhiễm candida huyết thì tỷ lệ tử vong lên khá cao, nó có thể từ 50-90%. Thế và cái các nghiên cứu trên thế giới thì cho thấy là cái tỷ lệ nhiễm candida do abicang là chủ yếu, thế còn cái parasitosis thì nó hiếm gặp hơn. Nhưng có một yếu tố cực kỳ lưu ý là ở những khu vực mà đã xuất hiện cái nhiễm cái nấm candida auris thì nó có rất dễ có nguy cơ là nó sẽ lan tràn từ bệnh nhân nọ sang bệnh nhân kia, bởi vì cái candida auris thì nó lây rất là mạnh qua các cái đồ vật và tỷ lệ tử vong cao, cho nên nó đòi hỏi cái việc là gì, phải cách ly cái bệnh nhân ấy và vệ sinh tay, vệ sinh các vật dụng của xung quanh cái bệnh nhân ấy để đảm bảo tránh cái lan tràn trong khoa hồi sức cấp cứu đối với tác nhân auris là cái việc rất quan trọng. Thế còn tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương của chúng em thì chúng em thống kê trong năm 2021 ghi nhận được 151 bệnh nhân COVID-19 bị nấm phổi ở các cái bệnh nhân nằm ICU. Độ tuổi trung bình là 65 tuổi, với cái giải độ tuổi nó kéo dài từ 21 đến 97 tuổi và tỷ lệ nam với nữ thì tương đương với nhau. Về hình ảnh CT phổi thì cũng rất là đa dạng các cái hình thái, kể cả ở nhóm bệnh nhân nhiễm nấm đơn thuần và nhóm nhiễm nấm phối hợp với bộ nhiễm vi khuẩn. Hình thái nhiễm nấm có thể là gì? Là thâm nhiễm lan tỏa, tổn thương hai bên kính mờ đông đặc, thì hình thái dày vách liên tiểu thùy, giãn phế quản, hình ảnh tổn thương dạng tổ ong hoặc là các cái tổn thương khác, nó đều rất là đa dạng ở các bệnh nhân này và nhìn chung là nó không đặc hiệu. Về mặt căn nguyên thì candida là chủ yếu, trong đó candida abicang là cái căn nguyên mà thường gặp nhiều nhất. Thế ngoài ra cũng gặp đa dạng các loại candida khác như là tropicalis, parasitosis, như là các cái glabranta vân vân. Thế còn với aspergillus thì chúng em chủ yếu gặp là aspergillus fumigatus. Ngoài ra có thể gặp một loạt các cái nấm phụ khác, các cái loại là nấm ít gặp khác, chúng em cũng gặp đủ các thứ. Thế còn với mucormycosis thì chúng em chỉ ghi nhận có 6 ca nhưng mà lại ở trên cái nhóm mà hậu COVID chứ không phải là nhóm COVID. Cái thời gian xuất hiện viêm phổi mà xác định là tác nhân nấm thì cũng thường ở cái nhóm nhiễm nấm đơn thuần thì khoảng 57% là xuất hiện, là đã phát hiện được trong vòng dưới 5 ngày. Thế còn lại là với cái bệnh nhân mà viêm phổi muộn thì các cái tác nhân nấm cũng có thể tìm được trong cái chủ yếu là trong cái khoảng thời gian là từ 5 đến 6 ngày, còn các cái ngày sau 10 ngày thì cái số bệnh nhân nhiễm nấm ấy nó xuất hiện muộn như vậy nó ít hơn. Đây là về tác nhân thì đối với tác nhân Aspergillus thì đa trung bình chúng em gặp là nó khởi phát sau khoảng độ 7 ngày sau khi nhập viện. Còn với candida thì sớm hơn nhiều, khoảng chừng độ từ 4 đến 5 ngày là các bệnh nhân sau khi nhập viện là đã có nhiễm nấm candida rồi. Thế thì nó liên quan đến cái chuyện là cái tốc độ gọi là tốc độ phát triển của candida nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với Aspergillus. Thế còn về các cái yếu tố liên quan thì ngoài các yếu tố liên quan mà các cái Ivan trên thế giới đã ghi nhận, chúng em nhận thấy rằng gì là cái sự tương quan giữa CD4 và nấm phổi ở bệnh nhân COVID-19 là khá là rõ ràng. Thế nhìn chung là các cái bệnh nhân mà có cái CD4 nó hạ thấp dưới 350 thì cái nguy cơ như cái tỷ lệ như mà bị mắc nấm nó cao hơn rất là nhiều so với các cái bệnh nhân khác, các bệnh nhân mà không bị suy giảm miễn dịch như thế này. Thế về tính nhạy cảm của candida thì em nhận thấy là với candida abicang thì có 3,6% đã kháng với fluconazole và 1,8% đã kháng với amphotericin.
và nó còn nhạy cảm hoàn toàn với voriconazole, với caspofungin, với micacondin và 5-fluorocysteine. Còn với Candida tropicalis thì có 24% là đã kháng với fluconazole và nó còn nhạy cảm hoàn toàn với voriconazole, caspofungin, micacondin, amphotericin B và 5-fluorocysteine. Về mặt tỷ lệ tử vong thì cái nhóm mà nhiễm Aspergillus thì cho em tử vong đến 72%. Thì nó cũng phản ánh một cái điều là gì, chúng ta cũng không có những các cái thuốc quý giá để mà lựa chọn cái này, chúng ta cứ có thuốc gì chúng ta dùng cái đấy thôi. Nó một hai là đôi khi cái chẩn đoán của chúng ta có thể nó hơi muộn, cho nên cái tỷ lệ tử vong cao, chẩn đoán được nấm là hơi muộn. Với Candida albicans thì tỷ lệ tử vong chung là 64%. Ở cái nhóm mà nhiễm nấm đơn thuần là 80% và ở nhóm nhiễm nấm phối hợp là 59,6%. Phối hợp với vi khuẩn Candida tropicalis thì tỷ lệ tử vong chung là 53%. Tỷ lệ tử vong do nhiễm nấm tropicalis đơn thuần là 25%, còn nếu mà phối hợp với giữa vi khuẩn và nấm thì là 57,7%. Nhưng em có một số cái điểm kết luận sơ bộ là thứ nhất là tình trạng nấm phổi là tình trạng bụi nhiễm thường gặp ở bệnh nhân COVID-19 nằm ICU do các yếu tố là cơ địa bệnh nhân kém, COVID-19 rơi suy giảm miễn dịch do dùng uống thuốc ức chế miễn dịch và hoặc là do cái điều kiện chống nhiễm khuẩn và vệ sinh môi trường còn hạn chế. Thứ hai là nấm phổi ở bệnh nhân COVID-19 có thể gặp Aspergillus, Candida, mucormycosis và một số nấm khác và cái tỷ lệ tử vong còn cao. Thế còn tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thì nhiễm nấm được ghi nhận ở bệnh nhân COVID-19 qua thở máy chủ yếu là Candida và Aspergillus, trong đó tỷ lệ tử vong của Aspergillus là 72,2%, của Candida albicans là 62,2% và của Candida tropicalis là 53,3%. Và với Candida albicans thì còn nhạy cảm hoàn toàn với voriconazole, caspofungin, micacondin, fluconazole và kháng ít với fluconazole và amphotericin. Còn với tropicalis thì nó có 24% là kháng với fluconazole và nó còn nhạy hoàn toàn với các cái kháng sinh kháng nấm khác. Những cái kết luận sơ bộ trong cái nghiên cứu ngắn của chúng em xin báo cáo các thầy cô và các anh chị. Vâng, xin cảm ơn.